Phạm Băng Băng sang Hàn Quốc đóng phim khiến dân mạng xôn xao. Theo báo Thanh Niên, mới đây, tờ The Fact đưa tin Phạm Băng Băng đã bay đến Hàn Quốc vào đầu năm nay và đóng vai khách mời trong bộ phim truyền hình Insider. Tác phẩm dự kiến phát sóng vào nửa cuối năm nay sau khi thực hiện xong phần hậu kỳ. Đội ngũ sản xuất phim Insider của đài GTBC cũng thừa nhận Phạm Băng Băng tham gia tác phẩm với vai khách mời. Tuy nhiên, họ không thể cung cấp chi tiết về bối cảnh, danh tính nhân vật của cô ấy vì nhiều lý do. Insider thuộc thể loại hình sự phá án và được xem là một tác phẩm đầy tham vọng của đài cáp GTBC. Bộ phim quy tụ dàn sao Hàn như Kang Hanun, Lee Yoo Jung, Heo Sung Tae, từng gây chú ý qua vai Giang Đức Su trong Squid Game. Bên cạnh đó, phía Insider cũng nhấn mạnh bộ phim hoàn toàn không có vốn đầu tư từ Trung Quốc. Do đó, việc một diễn viên hoa ngữ như Phạm Băng Băng bỗng dưng lộ diện trong Insider càng gây tò mò. Sinh năm 1981, Phạm Băng Băng từng là minh tinh hàng đầu làng giải trí hoa ngữ. Tới năm 2018, người đẹp bị thất sủng tại quê nhà vì bê bối trốn thuế, phải chịu phạt và truy thu 883 triệu nhân dân tệ, khoảng 3.000 tỷ đồng. Trong 4 năm gần đây, Phạm ra rời xa màn ảnh, chủ yếu tập trung phát triển thương hiệu làm đẹp do cô sáng lập. Cuối năm 2021, đầu năm 2022, The King Daughter và 355 có Phạm Băng Băng đóng từ trước scandal trốn thuế đã ra mắt sau quãng thời gian dài đắp chiếu. Đáng tiếc, chất lượng cả hai phim đều không được đánh giá cao. Insider là dự án đầu tiên mà Phạm Băng Băng chính thức tham gia sau khi vướng lùm xùm trốn thuế. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!